Và hôm nay bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn là việc căng da trán có làm da trán cao bớt đi rồi không? Xin thưa với các bạn, đối với những người có tình trạng trán nhăn nheo này, chân mày sụp khi chưa phẫu thuật, căng da trán nội soi là một trong những phẫu thuật rất là hữu ích giải quyết cái tình trạng này. Và những người nào mà lớn tuổi này có tình trạng lão hóa da vùng trán này, rất nhiều nếp nhăn rồi chân mày bị sụp thì hãy tìm đến bác sĩ để bác sĩ tư vấn thêm nhé. Việc chúng ta căng da trán thì có hết cái trán cao được không? Bác sĩ xin thưa là không các bạn ạ. Vì cái đường mổ của bác sĩ sẽ đi đúng ở cái trên tóc đó và đi xuống để tác động ở phía dưới bằng nội soi. Vì vậy là chúng ta chỉ giải quyết được là vấn đề là lão hóa da dư thôi. Còn nếu như chúng ta bị tình trạng trán cao ấy thì bác sĩ có một cái phương pháp, đó là chụp chân tóc. Trán cao, trán hói, đó là hai phẫu thuật hoàn toàn khác nhau và là cũng có thể thực hiện trong cùng thời điểm. Nếu như chúng ta bị cả hai tình trạng này thì đừng lo, bác sĩ sẽ có giải pháp này các bạn. Follow bác sĩ để có thêm kiến thức về vấn đề.